tung 8.000 vé tàu giá 10.000 đồng. Hành khách xếp hàng mua vé mới biết đang chơi xổ số. Với hy vọng là một trong 8.000 người được sở hữu vé tàu giá rẻ chỉ 10.000 đồng một vé, nhiều người dân đã xếp hàng từ sớm tại ga Hà Nội để mua vé. Thế nhưng đã không ít người thất vọng khi biết rằng chương trình vé rẻ chỉ dành cho những người may mắn. Theo thông tin được Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đưa ra, trong dịp hè năm nay, đơn vị này sẽ tung ra 8.000 vé tàu giá rẻ với mức giá 10.000 đồng một vé, áp dụng trên các đoàn tàu khách từ Hà Nội đi Hải Phòng, Lào Cai, Đồng Đăng, Vinh, Quảng Bình, Đà Nẵng và ngược lại. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 14 tháng 6, ngày đầu tiên áp dụng chương trình vé tàu giá rẻ tại ga Hà Nội, ngay từ sớm đã có rất đông hành khách đứng xếp hàng mua vé với hy vọng mua cho mình được một vé tàu giá rẻ. Tuy nhiên, sự háo hức này của người dân nhanh chóng vụt tắt khi họ được thông báo rằng chương trình 10.000 vé, 8.000 vé 10.000 đồng chỉ áp dụng cho những hành khách may mắn. Với việc lựa chọn xác suất trên hệ thống bán vé, nhiều người cho rằng do thông báo của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội không rõ ràng, không ghi rõ chương trình vé giá rẻ này là sự lựa chọn xác suất, do đó khiến nhiều hành khách hiểu lầm. Bạn Trương Hải Linh, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã có mặt từ sớm ở ga để mua vé đi Sapa du lịch cùng bạn bè. Nhưng khi đến đây và biết được thông tin này, bạn Linh cùng với bạn bè đã ra về luôn mà không mua vé nữa. Lúc đọc trên mạng có ghi đường sắt tung ra 8.000 vé với mức giá chỉ 10.000 đồng một vé. Xong đến đây thì nhân viên chỉ nói là ngẫu nhiên thôi. Nếu đã là ngẫu nhiên nên ghi trên web là ngẫu nhiên. Làm như vậy khác gì đánh lừa khách hàng, Linh chia sẻ. Sau khi nắm được thông tin vé tàu giá rẻ chỉ bán ngẫu nhiên cho khách hàng, nhiều người phải mua vé với giá thông thường hoặc bỏ ra về. Liên quan đến vấn đề này, bà Phạm Thị Anh Đào cho biết khi khách hàng đến mua vé tại ga, nhân viên đã có giải thích cho khách hàng về chương trình này. Khách hàng may mắn sẽ mua được vé 10.000 đồng vì khi bán vé, nhân viên chưa biết vé nào là vé 10.000 đồng mà chỉ khi in thẻ lên tàu mới có thể nắm được. Khi được hỏi tại sao đơn vị không thông báo rõ ràng cho khách hàng trên website để khách hàng nắm được thì bà này cho rằng công ty đã có thông báo rõ ràng. Tuy nhiên, khi chúng tôi truy cập vào trang web của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam thì cũng chỉ tìm thấy những thông báo có phần không rõ ràng như hành khách đã phản ánh. Cũng theo bà Phạm Thị Anh Đào, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Vận tải Đường sắt Hà Nội, trong ngày đầu tiên bán vé 10.000 đồng một vé, lượng khách đông hơn ngày thường. Tính đến thời điểm hết sáng 14 tháng 6, 2.000 vé đã được bán ra tại các cửa vé tại trung tâm Hà Nội, tăng gấp đôi so với ngày thường.